Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện và đến với Các Chuyện ngày hôm nay kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh các chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh các chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tiếng hơi thở gấp gáp của Hải phả vào tai tôi. Hai bàn tay anh cởi phăng chiếc áo con sót lại trên người rồi thì thầm. Quý, nghe lời anh Chỉ cần em nghe lời anh, muốn gì anh cũng chiều em tất Tôi nhìn gương mặt đẹp trai nhễ nhải mồ hôi và hỏi lại Có thật, em muốn gì anh cũng nghe lời em không? Thật mà Trước khi đưa ra yêu cầu, em hỏi anh một câu có được không? Được Anh có yêu em không? Có, dĩ nhiên là anh rất yêu em Sao với anh Nguyệt thì sao? Anh yêu em hay yêu nó? Hải hơi dừng lại Tôi đưa bàn tay vuốt ve tấm thân vàm vỡ Rồi chạm xuống nơi bí ẩn nhất Anh bị tôi kích thích Thở mạnh hơn và đáp lại Anh yêu em hơn Tôi cười nhếch mép Bên ngoài đột nhiên có tiếng cảnh rất lớn Hải nhìn tôi Rồi nhìn ra ngoài toàn thân sững lại Phía cửa gỗ Nguyệt đứng như trời trồng Chăm chăm nhìn hai chúng tôi Rồi bất chợt nó như điên như dại Lao về phía tôi và gào lên Quý Tại sao mày lại làm như thế với tao Tại sao mày làm thế với tao hả quý? Tao đối xử với mày như thế nào? Bạc đãi mày cái gì mà mày lại đi ngủ với chồng tao? Tôi bà môi, lùi lại run rẩy đứng nép vào người Hải và van xin. "Nguyệt, tao xin lỗi, tao." "Mày xin lỗi là xong à? Xin lỗi là xong à? Tại sao? Cả anh nữa? Tại sao anh đối xử với thế với tôi hả? Anh có biết đây là bản thân tôi không? Hai người." "Mày bình tĩnh đã." Bình tĩnh Tại sao mày có thể làm như thế với tao được cơ chứ Tại sao hả Nó còn chưa nói hết câu đã ngồi sụp xuống khóc nức nở Nhìn nó khóc Tôi cũng có chút xót xa Nhưng lúc này thì tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến nỗi đau ấy Bởi Hải đang quỳ xuống cầm tay nó vào van xin Nguyệt Anh xin lỗi Là lỗi của anh Em đánh anh đi Anh sai rồi Nguyệt đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Hải Đột nhiên thẳng tay tát bốp một phát vào mặt anh ta và rít lên. Thằng khốn nạn! Nó nói xong thì đứng dậy chạy vụt ra ngoài. Lúc này trong căn phòng khách chợt trội chỉ còn lại hai người. Hải nhìn tôi, đôi mắt đen xoáy thẳng vào mắt tôi và lắc đầu nói. Quý, cô đúng là con cáo già. Không ngờ tôi lại mắc bẫy của cô. Nghe Hải nói, tim tôi bất chợt như coi bóp nghẹn. Nhưng rồi tôi cố gắng để bản thân mình bình tĩnh nhất rồi đáp lại. Mắc bẫy, Chuyện này chẳng phải do anh tự nguyện à Em đâu có ép anh ngủ với em Hải không đáp Anh ta mặc vội bộ quần áo Rồi ném mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống mặt đất vỡ tan tành Tôi chạy theo và níu kéo Hải anh đi đâu đấy Chẳng phải anh nói yêu em hơn đấy sao Anh đã yêu em hơn nó Tại sao không đến với em Hải hất văng tay tôi Khiến tôi loạn trọng rồi gào lên Đến với cô Cô mơ đấy à Tôi nhắm nghiền mắt Hải không quay lại lấy một lần Cất bước đi thẳng Tôi lảo đảo mãi mới vào đến trong nhà và nằm vật ra giường Mấy tiếng sau tôi mới có thể đứng dậy Đi lại dọn dẹp căn nhà Vừa dọn xong thì có chuông điện thoại cất lên Đầu dưới bên kia là dòng của Nguyệt Nói cho tao biết Vì sao mày lại làm như thế Nói đi Dù có cố nói giọng điềm tĩnh nhất Tôi vẫn nhận ra nó đang đau lắm Từng câu từng chữ nói ra nghẹn ngào đến đáng thương Nguyệt đứa bản thân duy nhất của tôi cô gái có lòng tự trọng cao hơn núi đến mức này vẫn cố giữ cho mình chút sĩ diện cuối cùng sao tôi đáp lại với thái độ bình tĩnh nhất có thể mình nghĩ là vì sao nghe đến đây đột nhiên nó lại như phát điên và rít lên rút cuộc là vì cái gì Ta đã làm gì có lỗi với mày là vì tao với hải yêu nhau tao yêu anh ấy anh ấy cũng yêu tao chúng tao xứng đáng nửa bên nhau yêu đúng quý tao thực sự kinh tởm con người mày mày còn kinh hơn cả mấy con đĩ điếm ở ngoài kia đầu dây bên kia nói xong thì nấc lên nghẹn ngào rồi tắt phột máy tôi ngồi xuống đất cố ngăn cơn tức giận nhưng chẳng ngăn nổi liền vung tay ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại liền đứng dậy vào nhà tắm Giữa nước lạnh từ trên xuống dưới nguyệt anh lần này tao thua mày theo rồi xinh đẹp ơ thông minh ơ gia đình hạnh phúc ơ thật là nực cười tôi tên quý đầy đủ cả họ và tên thì là nguyễn thị kim quý thực lòng tôi không thích cái tên này nhưng mẹ tôi lại rất thích mẹ tôi tên nguyễn thị kim đặt thêm mỗi chữ quý là thành tên tôi thế nhưng biết làm sao gia cảnh và cái tên là hai thứ mà tôi muốn thay đổi nhất tôi lại chẳng thể thay đổi được từ nhỏ tôi sống với mẹ theo họ mẹ Và cũng chẳng biết bố mình là ai Đến mẹ còn chả biết Huống hồ là tôi Ừ thì thực ra là tôi làm gái Nói thô thiện hơn Chính xác hơn là làm đĩ Mà làm đĩ thì ngủ với cả trăm ngàn người Tôi được tạo thành bởi gã đàn ông nào Chính bà cũng không nhớ nổi Mẹ tôi làm đĩ cả làng cả xóm biết Từ cái hồi còn bé xíu xiu Tôi đã gặp cảnh Mẹ bị vợ người ta đến đánh ghen Mẹ tôi ban đầu còn giấu giếm nhưng sau này khi tôi bắt gặp Mẹ đưa khách về nhà Thì bà chẳng còn giấu nữa Cái buổi đêm hôm đó bà ôm tôi vào lòng Một khóc dưng dứt nói Mẹ xin lỗi Nhưng mẹ không thể làm gì khác được Vì kiếm tiền lo cho con Mẹ phải làm cái nghề này Mẹ xin lỗi Xin lỗi con Vì không cho con được một gia cảnh như người ta Mẹ khóc Tôi cũng khóc Bà làm đĩ Bị cả xã hội coi thường rẻ rúm nhưng suy cho cùng bà vẫn là mẹ tôi vẫn là người mang nặng đẻ đau sinh ra tôi nên tôi cũng không thể quanh lưng với bà mẹ tôi đẹp thực sự rất đẹp mái tóc đen lấy làn da trắng bóc và vóc dáng thì nóng bỏng chẳng khác gì mấy cô gái tơ thế nên bà chẳng cần tranh giành khách với đám ca phê khác cũng có người tự động tìm đến từ hồi biết mẹ làm nghề này tôi đã tự từng hứa với bản thân sẽ cố gắng học thật giỏi sau này kiếm nhiều tiền cho mẹ để mẹ không phải làm cái nghề dơ ra hết nữa. Thế nhưng khi tôi chưa lớn, mẹ tôi đã chẳng làm đĩ nữa. Ấy là vào cái năm tôi vừa tròn 15 tuổi. Một buổi sáng mẹ tôi thu dọn quần áo rồi nói với tôi. Quý, con có thích có ba không? Tôi cũng chẳng biết. Tự dưng vì sao mà ba lại hỏi tôi như vậy? Bản thân tôi cũng chẳng biết. Thế nào là có ba? Nên tôi cũng gật đầu đại. Bà thấy vậy thì cười mãn nguyện Từ nay con sẽ có một gia đình Đầy đủ ba mẹ Và từ nay mẹ sẽ không làm cái nghề ấy nữa Mẹ sẽ ở nhà nấu cho con những bữa cơm thật ngon 15 tuổi cũng đã đủ lớn Tất nhiên tôi hiểu ý tứ trong lời bà nói Tôi không hỏi nhiều Chỉ lầm lề đi theo bà ra đường Ở đó có một chiếc xe ô tô đen Trời sẵn Bà đẩy mấy vali quần áo lên Mở cửa cho tôi rồi nói con vào đi, ba đang chờ sẵn ở trên xe đấy Nhớ chào bà nha con Ở vô lăng Một người đàn ông trên 40 tuổi Đang ngồi Ông ta có nét đẹp phong trần từng trải Ban đầu chưa gặp Tôi cứ ngỡ là đàn ông béo ục ịch Nhưng không Ông ta không giống như những tên đại gia bao gái Trong suy nghĩ của tôi Tôi hơi cột mắt xuống và nói nhỏ nhẹ Con chào ba Chính bản thân tôi nói ra câu đấy cũng sặc một mùi giả tạo. Chỉ có mẹ tôi là cười hạnh phúc. Ông ta hơi nghiêng đầu và đáp lại. Chào con, từ nay ta sẽ là cha của con. Nói xong ông ta khẽ mỉm cười đầy thân thiện. Ở thì ba thì ba, đằng nào cũng đang khuyết vị trí đó. Có cũng vui mà. Ba dượng không hỏi tôi nhiều, chỉ nói bấy nhiêu rồi quay sang trò chuyện cùng với mẹ. Tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, trong lòng chỉ duy nhất một cảm giác lạc lõng ngồi trên xe nghe được câu chuyện của hai người tôi biết được người ba dượng này của tôi tên là đức giám đốc của một công ty bánh kẹo tôi cũng không hiểu lý do vì sao ba dượng lại yêu mẹ tôi và đón bà về nhà người như ông thì thiếu gì những cô gái tân xin chết không biết rốt cuộc ông có biết quá khứ của mẹ tôi hay không tôi lén nhìn mẹ trong lòng chợt nảy sinh cảm giác hơi lo sợ nhưng tôi cũng chẳng dám thắc mắc nhiều Chuyện của người lớn Tôi không nên quan tâm nhiều thì tốt hơn Chẳng phải mấy câu chuyện ngôn tình mà tôi hay đọc Nữ chính Cũng như mẹ tôi Mà nam chính vẫn yêu thương đấy sao Chiếc xe đi được hơn 30 phút Mới đến nơi Rồi đỗ lại ngay ở cổng một căn biệt thự Ở trung tâm Hà Nội Tôi với mẹ bước xuống theo ba dượng vào nhà Còn đống đồ trên xe đã có giúp việc vận chuyển căn biệt thự quả là xa hoa tôi nếp sau lưng mẹ đi vào bên trong ba dượng nhìn tôi mỉm cười rồi nói con không cần sợ sệt gì cả con cứ coi như đây là nhà con thôi chắc hai mẹ con cũng đói lắm rồi đúng không đi xuống phòng ăn thôi anh trai con cũng đã chờ sẵn ở đó rồi đấy anh trai tôi nghe xong thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo ông lúc bước xuống phòng ăn thì thấy một gã đàn ông đang ngồi đó đọc sách Gọi là gã đàn ông thì hơi quá Thực ra anh ta trông cũng chỉ hơn tôi Một hai tuổi Ba dượng kéo ghế cho tôi ngồi rồi nói Quý Đây là Phong Anh trai của con Anh hơn con có hai tuổi thôi Phong chào mẹ và chào em đi con Lúc này tôi mới quan sát kỹ gã anh trai hờ Anh ta có mái tóc được cắt gọn gàng Để lộ cả vầng trán cao Mũi cao Thẳng Bờ môi căng mọng và Phong có một đôi mắt cực kỳ đẹp Tôi hiếm thấy ai có đôi mắt như vậy Hai tròng mắt không có màu đen Mà là một màu xanh xám Nhưng trong vắt Hàng lông mi rậm dài cong vút Càng làm cho đôi mắt đi to và sâu thẳm hơn bao giờ hết Phong nhìn tôi Không lấy gì làm ngạc nhiên Ánh mắt chạm nhẹ vào mắt tôi Rồi lạnh lùng cúi xuống Ba dựng thế vậy thì cho mày nói Phong Chẳng phải ngày xưa con nói thích em gái lắm hay sao? Từ nay quý sẽ là em gái của con. Con hơn em 2 tuổi thì phải chịu khó nhường nhịn, quan tâm em một chút. Anh ta vẫn không đáp, thật là một gã đàn ông mất lịch sự. Ba giường thở dài bất lực, gắp cho tôi một miếng gà rán. Nói thật, cái bầu không khí này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Ăn cơm xong tôi được đưa lên một phòng riêng. Mấy người giúp việc đã giúp tôi treo quần áo vào tủ Lúc vừa nằm phịch xuống giường thì đột nhiên tôi nghe tiếng rầm rầm rất lớn liền trải vội ra. Hóa ra Phong từ trong phòng bước ra. Tiếng rầm ban nãy chính là tiếng kéo cửa của anh ta. Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn tôi. Vừa hay hai ánh mắt chạm vào nhau. Đột nhiên tôi thấy anh ta cười nhếch mép rồi đi nhanh xuống cầu thang. Tôi và Phong ở chung một tầng. Hai phòng ngủ hơi chết nhau một chút. Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy lạnh sống lưng. Nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi dần dần bắt đầu quen với cuộc sống ở đây Nói thế nào nhỉ? Cái này có được gọi là một bước lên tiên hay không? Trước kia tôi và mẹ sống chui nhủi trong căn phòng trọ Chật trội Những bữa cơm cũng chẳng là bao Giờ về đây Cơm bưng nước rót Người hầu kẻ hạ Tự dưng tôi mới hiểu Vật chất quan trọng đến nhường nào Về đây mọi thứ đều tốt đẹp Chủ tên Phong Anh ta rất hãm tài Lúc nào cũng làm ra vẻ mình là chủ nhà Còn tôi chỉ như một vị khách dư thừa Nhưng tất nhiên tôi không ý kiến gì nhiều Nhà vốn dĩ là của ba con anh ta Tôi của Đức thì cũng cố mà phải nhẫn nhịn Lúc nào tôi cũng nở nụ cười trên môi Năm nay tôi lên lớp 10 đồng nghĩa với việc Phong lên lớp 12 Tôi được ba dượng làm thủ tục cho vào học ở trường Chu Văn An Cùng trường với Phong Ngày đầu tiên nhập học Tôi và Phong được chính ba dưỡng đưa đến Lúc vào trường tôi biết Phong được rất nhiều cô gái trong trường thích Tôi chẳng hiểu ra một gã đàn ông ngạo mạn Coi thường phụ nữ như anh ta Thì lại cũng có người thích được Gu của các chị gái trong trường cũng mặn thật đấy Trường mới lớp mới Bạn bè đều chưa có ai quen ai Tôi cũng cảm thấy có chút lạc lõng Có điều mọi người ở đây Ai cũng như ai mà thôi Đều là những cô cậu học sinh Cấp 2 bắt đầu cuộc sống mới của thờ cấp 3 Lúc hai giảng xong Ba giường có gọi điện cho Phong không đến đón được nên dục tôi và anh ra bắt taxi đi về. Thế nhưng Phong chỉ thông báo với tôi như vậy rồi nhếch mép leo lên con xe cúp của bạn phóng đi mất. Tôi chạy theo và gào lên. Cho tôi địa chỉ. Phong nhìn tôi nhún vai, đầy vẻ đắc ý. Tôi tức run chửi thầm mấy câu trong bụng. Giờ cũng đã trưa, nắng gai gắt lắm. Thực sự tới lúc theo mẹ về đây tôi không ra khỏi nhà Không hề biết nhà Phong nằm ở khu nào Tôi đứng dậy, thở dài, bớt trở thêm ngay giữa gốc cây sấu cổng trường một bạn gái học cùng lớp. Tôi chạy ra, liền ra mặt dày và nói Bạn ơi, bạn có điện thoại không? Có thể cho mình mượn một chút được không? Thực ra cả lớp gần 40 con người, nhưng bạn gái này tôi nhớ rõ nhất vì cô thật là xinh đẹp. Và hơn hết còn là thủ khoa đầu vào của khối 10. Bạn nhìn tôi, mỉm cười thân thiện, rút trong túi quần chiếc điện thoại ra rồi đáp nhỏ nhẹ đây bạn gọi cho ai à để mình bấm số cho tôi gật đầu đọc số của mẹ đến khi đầu dây bên kia nhấc máy Bạn đưa cho tôi ra hiệu và nghe mẹ tôi thấy số lạ thì liền hỏi ai đấy con đây mẹ mẹ ơi địa chỉ nhà mình là bao nhiêu à ơ thế con không đi với anh phong à hỏi địa chỉ làm cái gì anh phong Tôi nghe mà thấy mắc mửa Nhưng mà vẫn đáp lại Anh nghe đi có việc rồi dục con tự về Mà con không nhớ địa chỉ ạ Mẹ tôi nghe xong Đọc địa chỉ rồi dặn dò Bắt taxi về Vì mẹ tôi đang bận Tôi bắt máy trả lại cho chủ nhân của nó Rồi cảm ơn Sau đó đứng chờ xe Trong lúc tôi chờ có bát chuyện với bạn Thì biết được là bạn tên Nguyệt Anh Quê gốc của bạn không phải ở Hà Nội nhưng bạn được ba mẹ cho lên đi học từ năm cấp 2 Nói chuyện một lúc thì có một chiếc ô tô bóng loáng đến đón Bây giờ tôi mới biết Nguyệt Anh chẳng những xinh đẹp học giỏi Mà còn là con nhà rất giàu có Đôi vợ chồng ngồi trên chiếc xe ô tô ban nãy chính là ba mẹ của bạn Thật là một gia đình đẹp Không hiểu sao tự dưng tôi lại thở dài thường thượt Lúc về đến nhà Phong vẫn chưa về Tôi ném chiếc cặp lên giường rồi đóng cửa luôn Hôm nay chẳng có ở nhà Tôi cũng không muốn ăn uống bất cứ thứ gì Nằm ngủ một giấc đến chiều Những ngày tiếp theo tôi quen dần với việc đến trường Và rồi tôi bắt đầu thân với Nguyệt Anh Nguyệt Anh thực sự là một cô gái Rất dễ gần, dễ mến Ban đầu tôi với Nguyệt Anh còn ngại ngùng Nên nói chuyện lịch sự Sau này thân quen dần Thì cách nói chuyện cũng đã bộ bạ hơn Nguyệt Anh trông có vẻ tiểu thư Nhưng thực ra cô lại không kiêu ngạo Thậm chí Chính nó còn bắt tôi xưng hô mày tao cho gần gũi nguyệt anh thích tôi gọi nó là nguyệt vì những người thân đều hỏi như vậy nguyệt mới vào đầu năm học là rất nổi tiếng cũng phải thôi một người con gái xinh đẹp lời giỏi giang như nó nhà nguyệt cũng gần nhà ba dượng nó ở nhà cùng với một bà vú chỉ lâu lâu ba mẹ mới lên thăm nhà có ba chị em dưới còn có hai em trai nhưng bằng tuổi nhau nghe nó kể mẹ nó sinh ba hai trai một gái nó là con gái duy nhất nên được cương chiều. Hai thằng em trai của Nguyệt đi du học ở Canada từ hồi lớp 9. Nguyệt thì phần nhớ mẹ, phần cũng không muốn đi nên ở nhà. Ngày xưa ở trường cấp 2 tôi cũng nổi tiếng như Nguyệt bây giờ. Tôi cũng sinh gái học giỏi. Thế nhưng lên cấp 3, đứng cạnh nó tự dưng tôi bị lu mờ. Mỗi thứ tôi đều kém Nguyệt một chút. Thành ra so về mọi mặt tôi đều không bằng nó. Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao ông trời yêu ái nó nhiều như vậy. Gia cảnh, ngoại hình, trí tuệ nó đều hoàn hảo và không có khiếm khuyết. Trong lòng tôi cũng tự dưng nảy sinh ra một cảm giác ghen tị. Người ta bảo rồi, đàn bà ai chẳng có tính đố kỵ. Tôi đố kỵ với nó cũng tốt. Như vậy nó sẽ là động lực cho tôi cố gắng hoàn thiện mình. Tôi tự an ủi mình như thế. Ở trường cấp 3 này, học sinh nam nổi tiếng nhất là Phong. Học sinh nữ nổi tiếng nhất là Nguyệt. Còn tôi với tư cách bạn thân nhất của Hot Girl, em gái của Hot Boy, thành ra tự dưng lại được nổi tiếng ké. Người ta nghĩ tôi và Phong là anh em, vì vài ba lần cha dượng đưa đón hai đứa đi học. Phong đối với tôi mà nói chính xác là một gã đàn ông mất lịch sự. Anh ta coi tôi chẳng bằng người dưng nước lã. Mấy lần anh ta còn chơi đều tôi bằng việc. Tối đưa tôi đi học thêm. Rồi bỏ đi chơi với hội bạn. Bỏ đi chơi khiến tôi phải gọi mẹ đến đón Thế nhưng mẹ tôi không phải lúc nào cũng rảnh Thành ra tôi lại phải tự lết xác từ con hẻm sâu đi ra đường rồi về nhà Sau này tôi làm quen được với mấy bạn mới nên được cho đi nhờ Phong cũng vì thế hàn học Vì không làm cho tôi phát điên được Tôi ghét Phong Ghét cái cách anh ta coi thường tôi Coi thường mẹ tôi Ghét mỗi khi gặp tôi anh ta đều cười nhếch mép Ghét những lúc anh ta cậy mình là chủ nhà Rồi bắt đầu sai vặt mà ghét nhất là việc anh ta là đàn ông Nhưng không có chút thương hoa tiếc ngọc nào với tôi Mà chỉ tìm cách chơi đều Càng ghét lại càng cảm thấy ghen tị Phong học giỏi đẹp trai Và có rất nhiều người thích Về nhà mẹ tôi lẫn ba dượng Đều rất nuông chiều anh ta Cuối học kỳ 1 Phong thì được học sinh giỏi Được giải nhất cấp thành phố Còn được chọn đi thi quốc gia Hôm ấy cả nhà tôi đi ăn nhà hàng Ba dượng mời thêm rất nhiều bạn bè Phong trở thành tâm điểm của mọi người còn tôi đứng mở góc Cũng không có ai chú ý đến Tất nhiên Trong lòng tôi như có sóng cuộn lên Tự dưng tôi thấy bản thân giống như con cóc ghẻ Bị xa lánh Mẹ tôi thì khen phong bằng những lời lẽ hết sức hoa mỹ Bà tự hào về như thể phong Chính là con ruột của bà Mà như vậy thì tôi càng cảm thấy khó chịu Lúc đi về nhà tôi nằm vật ra giường Tôi nằm trần trọc mãi không ngủ Đến khi có mùi khói nhang sọc vào mũi Thì bật dậy hé cửa ngó ra ngoài Phòng của Phong khép hờ trên tầng 3 bật điện sáng choang Nghe nói đó là phòng thờ của mẹ Phong Tôi từ khi bước chân đến đây Chưa bao giờ lên đến tầng 3 Tự dưng tôi bỗng thấy tò mò Liền nhón chân nhẹ lên Phòng thờ không đóng cửa Bóng lương phong quay về phía tôi Gã đàn ông bất lịch sự Ngạo mạn kêu căng Cũng có lúc cô đơn đến thế này sao Thế nhưng tôi không dám nhìn lâu mà quay lưng đi Vừa đi được hai bước thì đằng sau có tiếng phong cất lên Cô lên đây làm gì đấy Ai cho phép Tôi định giải thích Đã bị anh ta kéo mảnh bảo dưỡng dưới Đẩy vào phòng sau đó lên Tôi cấm cô không được phép Tiến lại gần phòng thờ của mẹ tôi Tôi nhếch mép và đáp lại Anh nghĩ tôi thèm lắm đấy à Khỏi cần cấm Có mời tôi cũng chả thèm lên Anh ta nhìn tôi đôi mắt đỏ ngầu Tôi cứ ngỡ là anh ta sẽ lao vào đánh tôi Nhưng không Anh ta nhìn tôi rồi bỏ đi Sau đó đóng cửa thật là mạnh lại Lúc này tôi cũng phát hiện bàn chân tôi tự dưng túa máu do bị va vào góc cửa. Tôi nhìn màu đỏ tươi chảy ra. Bỗng dưng, nỗi căm ghét uất hận lại càng thêm nhiều. Thế rồi Tết gần đến. Từ cái ngày bị phong lôi từ trên tầng 3 xuống tôi ít gặp anh ta hơn. Nghe nói qua Tết sẽ thi quốc gia. Nếu được giải sẽ được tuyển thẳng vào một số trường đại học. Không thì cũng sẽ được điểm ưu tiên tôi cũng không biết như vậy có gì ghê gớm mà từ ba dượng mẹ tôi lẫn các thầy cô và học sinh trong trường đều ngưỡng mộ anh ta hết sức có một hôm do trước đến kỷ kinh nên tôi quên mất không làm bài tập từ trước tới nay tôi chưa bao giờ chỉnh mảng việc học hành đến lúc cô giáo nhắc tôi mới sực nhớ ra thì đã muộn lúc kiểm tra vở cô khẽ nhíu mày nhìn tôi rồi hỏi tao xem không làm bài tập dạ thưa cô là em quên ạ à? quên em đừng có lý do lý trống Ăn cơm em có quên không Mà làm bài tập em lại không làm Tôi cúi gặp mặt Cô liền nói lớn Quý Cô nghe nói em là em gái của Phong Em có biết em có một người anh trai xuất sắc thế nào không Cậu ấy từ trước tới nay Dù ốm đau bệnh tật thế nào Cũng chưa bao giờ quên làm bài tập Mà rõ ràng phần bài tập về nhà Cô nhắc rất kỹ rồi phải xem có thể nói là quên Cô nói xong đi lên kiểm tra mấy bài khác Đến bàn cổ Nguyệt Cô lại dừng lại và cất tiếng Quý không cần học đâu xa Học tấm gương của anh trai và bản thân đây này Tôi nhìn Nguyệt Nó không dám nhìn thẳng vào mắt tôi Có lẽ nó đang ái náy Lúc này tôi cũng hiểu ra Nếu tôi không phải là em gái của Phong Nếu tôi không phải bản thân của Nguyệt Thì cô giáo có lẽ đã không đến mức khó chịu như vậy Từ đầu năm tới giờ Tôi lúc nào cũng cố gắng nỗ lực chăm chỉ Vậy mà chỉ vì quên một lần Có cần thiết phải gai gắt đến mức như vậy không? Cả buổi hôm đó Dù cố xua đi mọi chuyện nhưng tôi vẫn cảm thấy bất bình trong lòng Đến lúc ra về Tôi gặp ngay Phong ở cổng trường Anh ta nhìn tôi mỉa mai Nghe nói hôm nay đi học không làm bài tập Bị cô giáo ghi vào sổ đầu bài à Tâm trạng tôi không tốt Cũng không muốn cãi nhau nên đi thẳng Anh ta lại càng được đà và trêu Để tôi về kể với mẹ cô nhé Mà có cần Tôi dạy cho học Nếu muốn ý, Thì quỳ xuống xin đi Tôi sẽ dạy cho Sao vậy? Hay là không muốn đi học? Muốn đứng đường à? Không hiểu sao nghe đến câu đấy tôi không kìm được nữa Nhìn cái vẻ mặt cân cân của Phong Tôi chỉ muốn lao vào mà đánh chửi anh ta Anh ta đang nói ý đến mẹ tôi à? Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn giữ im lặng Hai mắt tôi đỏ hoe không đáp Nước mắt cũng ở ngợn tuôn ra Phong nhìn tôi Mắt hơi ngơ ngác Tôi cũng không nói thêm gì Bắt một chiếc taxi về nhà Vừa lên xe Tôi đưa tay quẩy nước mắt rồi khẽ nhếch mép Nỗi căm ghét đàn ông Càng lúc càng nhiều Một buổi sáng chủ nhật được nghỉ Nhưng ba dưỡng với mẹ tôi phải về quê Có việc dặn tôi chiều mới lên Phong thì đi học thêm Tôi ở nhà nằm buồn chẳng có việc gì làm Tự dưng liền nghĩ ra một kế hoạch trả thù Nghĩ xong tôi gọi điện cho Nguyệt rồi nói Có tiền không cho tao vay một triệu Một triệu à Ồ, ừ, yên tâm, qua Tết có tiền mừng tuổi tao sẽ trả. Nhưng mà vay làm gì? Ta muối đồ sinh nhật cho anh trai. Thế qua lấy nhá. Tôi ừ, rồi tắt phổ máy, sau đó bắt taxi qua nhà Nguyệt. Nguyệt đưa tiền cho tôi, dù tôi là ăn cơm nhưng mà tôi từ chối. Nhận tiền xong tôi chạy vội ra hiệu thuốc, sau đó mới trở về nhà. Tôi vội vàng vào Facebook, lập một cái nick Facebook ảo. Rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình Hôm nay Phong về muộn Anh ta chắc cũng biết tôi sẽ không nấu cơm Nên đã ăn ngoài 12 giờ hơn anh ta mới mở cửa bước vào Tôi nghe được tiếng anh ta Uống cốc nước dừa tôi để sẵn trên bàn Lúc đi qua nhìn thấy tôi Đột nhiên anh ta dựa lưng vào tường rồi nói Người anh là bản thân của cô đấy à Thì sao Cô có số không đưa cho tôi Sao tôi phải đưa Anh nghĩ anh là ai đấy Tôi nói xong cũng thấy Phong lờ đờ mắt Có lẽ thuốc giờ này đã ngấm Anh ta cứ ngỡ mình buồn ngủ đơn thuần Nên đi vội về phòng Tôi cũng đi theo Vừa đến cửa phòng Phong đã nằm vào ra đất Tôi liền cầm điện thoại của Phong Đặt ngón tay cái vào Đúng như tôi dự đoán mật khẩu vân tay Mở luôn được chiếc điện thoại xịn sò Tôi bấm số điện thoại vừa chat trên facebook Rồi nói nhỏ Chị đến đi theo kế hoạch làm Em sẽ trả đầy đủ cho chị một triệu Được tôi sẽ đến ngay Tôi tắt máy nhắn tin vào số vừa gọi với nội dung Em yêu đến đi Hôm nay không có ai nhà cả Đúng 5 phút sau Chị gái xinh đẹp tên Phương tôi tìm Trong hội gái gọi đã có mặt Nhà phong giàu nhưng không lắp camera Điều này càng khiến cho kế hoạch của tôi thêm chót lọt Tôi cùng chị Phương nâng phong dậy đưa lên giường Sau đó tôi quyết rửa cốc nước mía Bàn nãy rồi đi sang nhà Nguyệt Chị Phương cập nhật tình hình liên tục qua nick Facebook ảo à? đến hơn một giờ mẹ tôi gọi điện cho tôi bằng mẹ và ba dượng sắp về tới nơi tôi đáp lại con nhà bạn tí con về sau thế nhưng ngay lúc tôi liền bắt xe về cái ngõ cách cổng nhà tôi hơn chục mét rồi đứng đó quan sát đến khi xe của ba dượng vào đến cổng tôi cũng chạy đến rồi nói ba mẹ vừa về ạ à? mẹ nhìn tôi và hở lại ăn gì chưa ờ con ăn cơm bên nhà bạn rồi anh phong về chưa con cũng không biết ạ à. Ba anh đỗ xe xong thì tôi cùng đi vào Tôi lén nhắm cho chị Phương một tin Không quên dặn chị xóa hết tin nhắn với tôi Khi cả ba người vừa vào đến chân cầu thang Có tiếng chị Phương the thé cất lên Sao đấy? Như thế này vẫn chưa đủ sướng sao anh? Ba giường tôi nghe xong hơi khửng lại Hình như có tiếng phong cất lên Nhưng tôi không nghe được Bởi tiếng chị Phương đã át đi Bà nhanh như cắt chạy lên tầng 2 Tôi chạy vụt theo sau trong căn phòng của anh trai yêu dấu Đôi nam nữ đang trần chuồng nằm trên đó Ba dường tức giận Từng đoạn gân trên mặt giật giật lao đến Tát vào mặt Phong rồi giết lên Chúng mày làm cái trò gì đấy Phong hình như lúc này mới tỉnh Lắc đầu và đáp Con Mày có còn là con tao nữa hay không Mới lớp 12 mà dám dẫn gái về nhà làm cái trò này à Mày muốn làm tao mất mặt mất mày hả Phong Tôi đứng ngoài cửa Đột nhiên thấy Phong nhíu mày nhìn tôi chị phương khóc thú thít tôi còn ngỡ là phong sẽ cãi sẽ nói anh ta bị gài nếu như vậy thì cũng đã có tin nhắn trong máy của anh ta gửi cho chị phương tôi cóc sợ thế nhưng không phong để im cho ba đánh chị phương thì mặc quần áo vừa khóc vừa chạy ra ngoài tôi để tiền ngay dưới đôi bút của chị ta chị ta hiểu ý đeo xong thì đi thẳng trên phòng ba của phong vẫn chưa hết tức giận ông đánh phong đỏ cả mặt phải rồi trong mắt ông phong luôn là chàng trai xuất sắc tử dưng dẫn gái về nhà ngủ lại còn là một chị gái ăn mặc ở hang rách trên rách dưới xăm trổ hết bà vai thì người ba nào mà có thể chịu được thế anh ta bị đánh tôi đắc ý lắm mẹ tôi thì lại khác bà lao vào giữ tay ba dượng rồi nói anh đừng có đánh con như vậy nó đang tuổi mới lớn đây có lẽ là sự nông nổi bồng bột thôi anh từ từ nghe con nó nói đã ba dưỡng bất lực dựa vào tường và hỏi lại mày nói đi tao sẽ cho mày cơ hội để giải thích tại sao mày lại làm cái trò này ở nhà này phong nhìn ba nhách mép và đáp chẳng phải ngày xưa ba cũng đem gái về nhà ngùa chẳng phải vì thế mà dẫn đến cái chết của mẹ con sao tôi nghe xong không tin nổi vào tai mình tôi không nghĩ là anh ta sẽ giải thích sẽ ban xin nhưng không anh ta không có một chút nào sợ sệt Mẹ và ba dượng kinh ngạc nhìn Phong Anh ta đứng dậy Mặc bộ quần áo Rồi đi thẳng ra ngoài Lúc qua chỗ tôi Anh ta dừng lại một chút Rồi liếc đôi mắt sắc như dao làm Sau đó bỏ đi Phong bỏ đi tối cũng không về Ban đầu tôi cũng có chút ái náy Nhưng rồi sau đó thì nhanh chóng Có cảm giác hả hê Ở nhà không còn ai trêu ngươi tôi Cũng không còn những lời khen hoa mỹ dành cho Phong thậm chí ba dường còn quay sang khen tôi ngoan ngoãn Hiền dịu không giống anh trai phong bỏ nhà nhưng không bỏ học mấy ngày tôi vẫn gặp anh ta ở trường anh ta thấy tôi thì chỉ lướt qua như người dưng thế rồi mẹ tôi tìm đến anh ta dù cho ba dường ngăn nhưng bà vẫn tìm và quên phong quay về thật nực cười tôi cũng không hiểu nổi nhưng tôi biết máu mủ vẫn là máu mủ dù cho ba dường có đuổi phong đi thì phong vẫn là con của ông Chuyện anh ta quay về chỉ là một sớm một chiều Thế rồi một tuần sau đó Phong quay về Chỉ có điều Bầu không khí trong nhà không còn được như trước kia Anh ta trở nên lầm lì Đến bữa ăn ăn xong rồi đi thẳng lên phòng Trước kia anh ta đã ít nói Giờ là càng ít hơn Anh ta vẫn nói chuyện với mẹ tôi Nhưng không mở lời với ba một câu nào Với tôi tất nhiên là cũng vậy Mãi đến hôm Tết Anh ta với ba dượng mới trở lại bình thường nghe nói hai người nhờ mẹ tôi mà đã nói chuyện với nhau cả một ngày như hai người đàn ông nhưng đâu đó tôi vẫn nhận ra khoảng cách giữa họ thế là nghiễm nhiên trong nhà này tôi lại được cưng chiều hơn cả buổi tối đêm giao thừa ba dựng rủ cả nhà ra công viên xem bắn pháo hoa từ trước tới nay tôi ít khi thích tụ tập đám đông nên mau chóng lấy lý do mệt để trốn tránh rồi lên phòng nằm tôi cứ ngỡ là phòng sẽ đi nhưng không ngờ khi xe ô tô đi khuất cửa phòng tôi bị đập rầm rầm Vừa thò mặt ra đã thấy Phong khoanh hai tay trước ngực Nói với giọng hết sức mỉa mai Tưởng phải đi theo để tranh thủ lấy lòng ba tôi chứ Tôi nhún vai và đáp Vì gì tôi phải lấy vòng ai Chứ chẳng lẽ cô gài bẫy tôi cho vui à Gài bẫy Anh nói gì tôi không hiểu Cô không hiểu hay cô cố tình không hiểu Cô nghĩ Cô có khuôn mặt ngây thơ Lúc nào cũng mỉm cười Là sẽ che đi được cái bản chất mưu mô xảo quyệt của cô à trên đời này, ấy, ai cũng tin cô, trừ tôi. Tôi chẳng lạ gì việc Phong biết chuyện, nhưng ánh mắt anh ta hôm đó cũng đủ để tôi hiểu. Nhưng tất nhiên tôi chẳng việc gì về thừa nhận. Phong thế vậy thì đẩy tôi mảnh vào tường và ngàn từng chữ. Đến giờ, tôi vẫn không biết là tại sao mà mình bị gài bởi một cái con nhã danh như cô đấy. Tôi nghe xong, đôi đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Phong rồi ho sủi sụ mấy tiếng, sau đó cất giọng yếu ớt anh phong buông em ra em đau đúng là nhờ sự đáng thương của tôi phong cũng buông ra anh ta lắc đầu vẻ mặt lộ rõ sự bất lực và nói thực sự tôi không dám tin một đứa con gái có vẻ ngoài như cô lại có một tâm hồn vấy bẩn đến như vậy tỏ ra yếu đuối ngoan hiền nhịn nhục làm cái gì sống như vậy cô không thấy mệt à cô ghen tị với tôi tức giận với tôi vì tôi giỏi hơn cô được nuông chiều hơn xuất phát điểm hay mọi thứ cô đều không bằng đúng không chỉ có điều tôi không dám nghĩ cô lại có thể trả thù một cách bẩn tưởi mất dạy như thế đấy. Quý, cô thật là đáng sợ. Nói xong không đợi tôi đáp, Phong bỏ về phòng rồi đóng dầm cửa một cái. Tôi đáng sợ. Không, tôi không đáng sợ. Là do anh ta ngu thôi. Cảm giác khả hê, lẫn nát đi toàn bộ sự anh ấy. Thế mà đêm ấy tôi lại ngủ chẳng ngon. Bên ngoài trời nổ pháo giòn tan. Giao thừa rồi, Năm nay tôi cũng đã 16 tuổi Người ta hay bảo là tuổi 16 là tuổi trăng tròn Tuổi ngây thơ hồn nhiên Tôi khẽ bật cười Qua Tết tôi với Phong vẫn vậy Không ai nói chuyện với nhau Phong đi học suốt Lại chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia này cũng rất bận Thế rồi không hề như tôi mong muốn Anh ta được giải nhì Và tất nhiên với ưu thế như vậy Việc chọn bất cứ trường đại học nào Cũng sẽ đều dễ dàng hơn Và tất nhiên cả đám con gái trong trường Lại được một phen ngưỡng mộ cuối kỳ năm học ấy phong độ đại học ngoại thương nguyệt thì có một đề tài nghiên cứu được giải ba còn tôi vẫn thế dù tôi đã rất cố gắng rất nỗ lực nhưng cũng vẫn chỉ là học sinh bình thường đề tài nghiên cứu thậm chí còn không vượt qua nổi vòng loại suốt thời gian đó tôi tự cảm thấy bản thân rất kém cỏi dù cho tôi thức đêm thức khuya miệt mài cũng vẫn không thể nào bằng được nguyệt khi đó tôi đã nghĩ Liệu rằng những giải thưởng kia của Nguyệt Có phải dùng tiền để mua không Nhưng những ý nghĩ đó mau chóng biến mất Tôi không muốn làm kẻ xấu tính Nghĩ oan cho bạn mình Còn về Phong Anh ta đỗ đại học Thế nhưng lần này nhà tôi không tổ chức một bữa tiệc nào Lý do Hình ảnh chân chuông của Phong và chị Phương Không biết lý do gì mà bị phát tán trên mạng Bà dựng tôi vì vụ đó mà đau đầu phát ốm Tất nhiên tôi biết lý do Đám con gái trong trường tôi phần đông đa số đều bị thất vọng. Thế nhưng sau đó có một nick Facebook ảo đứng lên bảo vệ Phong. Cô ta nói rằng là tuổi trẻ ai mà chẳng có đôi ba phần bông bột. Và lại, Phong 18 rồi, anh ta đã trưởng thành. Hơn nữa mấy tấm ảnh kia không nói lên được bất cứ điều gì. Bởi trong đó là hình ảnh Phong đang ngủ, biết đâu anh ta bị gài. Tôi cũng không biết nick ảo đó là ai. Nhưng nhờ bài viết đó mà Phong lại được lấy lại hình ảnh. Tuy không còn như ban đầu, nhưng cũng được 8-90% Dưới sự dàn xếp của ba Dượng, Đống ảnh kia đã được thu hồi lại hết. Còn chị Phương thì đi đâu không ai hay biết. Tôi ban đầu có chút run sợ. Tôi sợ bị phát hiện mình đứng ra mọi việc. Thế nhưng may thay, đến tận cái ngày Phong đi học vẫn không ai biết. Đại học ngoại thương cách nhà ba Dượng tôi không quá xa, chỉ khoảng 13 14 cây số. Nhưng Phong xin cho ra ngoài ở hẳn. Ba Dượng không từ chối. Phong cũng không đòi hỏi ông thuê nhà hay thuê chung cư như những cậu ấm nhà giàu. Ngày anh ta đi, chỉ cầm một số tiền ít ỏi và đống quần áo. Ba rượu tôi cũng không tiễn. Hình như ông vẫn còn giận anh ta. Chỉ có điều mẹ tôi rú cho anh ta ít tiền rồi gọi taxi đến đón. Nhiều khi tôi cũng không biết tại sao mẹ tôi cứ phải lấy lòng Phong lòng cái gì. Thay vì lấy lòng anh ta, để thời gian đó lấy lòng rượu chẳng phải là hơn hay sao. Phong đi học, tôi lên lớp 11. Nhà cũng chỉ còn có ba người Tôi nghiễm nhiên trở thành đứa con yêu quý của ba mẹ Chỉ có điều Tôi vẫn cảm thấy có gì đó trúng trải Không lấp đầy được Từ ngày Phong đi học thì ở trường Nguyệt lại càng thêm nổi Giờ đây chẳng những đám con trai Mà cả đám con gái cũng rất thích nó Nhà Nguyệt có một quán trà rất là nổi tiếng Mỗi lần cuối tuần nghỉ học Đến thứ hai Nó đều mang đủ 40 cốc trà lên cho mọi người thưởng thức Nhà giàu quả thực là một lợi thế Bốn mươi cốc chè miễn phí Rất nhanh chóng lấy lòng được tất cả mọi người Nhiều lúc tôi cũng không hiểu Vì sao Nguyệt phải làm như vậy Có đôi lần tôi tự hỏi dò Nó chỉ vô tư đáp Ta có lấy lòng gì đâu Tại mẹ ta bảo mang lên cho mọi người thưởng thức Cũng là cách quảng cáo hay Mẹ ta định mở một quán chè trên đây mà Tôi là bản thân của nó Tất nhiên không muốn bóc mẽ Nhưng tôi hiểu rất rõ Mục đích quảng cáo cho quán chè thì ít mà để được lòng mọi người thì nhiều Bà nó có mấy công ty gỗ Chẳng lẽ phải cần về mấy cốc chè để giàu à Cuối kỳ năm học lớp 11 Trường tôi tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch Ban đầu lớp tôi chọn tôi và Nguyệt đi thi Đây là cuộc thi cá nhân Nhưng cá nhân thắng thì vẫn mang vinh quang về cho lớp Một buổi chiều khi tôi đi vệ sinh Sau khi tập dượt trước cuộc thi Vừa vào đến cửa Bất chợt nghe được tiếng mấy đứa con gái cất lên nguyệt tớ đảm bảo chắc chắn giải nhất thuộc về cậu đấy phải ở trường này còn ai hơn cậu được nữa chứ còn gì giờ chỉ xem giải nhì giải ba và khuyến khích thuộc về ai thôi nhưng mà cũng chẳng quan trọng lắm quan trọng cậu giải nhất là được tôi nghe xong không hiểu sao toàn thân nóng bừng tất cả mọi người đều cho rằng nguyệt sẽ đạt giải nhất mọi hy vọng mọi người đều dành cho nó bỗng dưng tôi lại thấy mình giống như là kẻ lót đường cho nguyệt công sức luyện tập Cố gắng nỗ lực của tôi cũng không được ai công nhận Nguyệt đứng dựa lưng vào tường và đáp Còn chị Trinh, chị Ngọc, chị Hà Rồi ở khối 11, khối 10 Cũng có rất nhiều nhân tố nổi bật Để đo dài nhất chứ Lớp mình ngoài tớ có cả quý nữa mà Tớ thấy quý chẳng những học giỏi xinh đẹp Mà cậu còn có tài nữa cơ Nguyệt vừa dứt lời liền có tiếng phản bác Nói thật, quý làm sao mà so được với cậu Tôi không muốn nghe tiếp liên đầy cửa bước vào đám con gái bỗng dưng nhìn bật tôi biết là chúng nó đang xấu hổ dù có ước đến nghẹn tôi vẫn mỉm cười và nói ah, Buồn rồi mai tập tiếp nhé có lẽ chúng nó vẫn nghĩ tôi không nghe được liền vui vẻ xách đổ đứng dậy tôi ra ngoài nguyệt đi theo nó im lặng một lúc rất lâu rồi cất tiếng quý bạn nãy tao nghe thấy hết rồi mày đừng để ý những lời người ta nói Yên tâm đi Ta không nghĩ gì đâu Với lại người ta nói đúng mà Mày là hot girl ở trường Ta làm sao mà so được Không, đừng có nói như vậy Mày có thua kém gì tao đâu Nguyệt luôn như vậy Trong mắt tôi, trong mắt bạn bè Nó là một cô gái tốt thấu đáo Nhưng không hiểu sao Tôi lại cảm thấy hơi khó chịu trước lời quan tâm ấy Hơn một năm nay chơi với nó Tôi luôn biết vị trí của mình ở đâu Không có Nguyệt Tôi được người ta để ý nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của nó Tôi lập tức bị che khuất Cảm giác này đối với tôi Thực sự không dễ chấp nhận chút nào Quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn Tập 1 của bộ truyện được phát sóng mới nhất Trên kênh các truyện có tựa đề Cướp chồng của bản thân Và quý vị đừng quên follow đăng ký kênh youtube các Chuyện Để gặp lại Hồng Nhung Trong tập 2 sẽ được phát sóng vào tối mai quý vị nhé Còn bây giờ thì xin chào Và hẹn gặp lại